Đây là một con dao Karambit. Lần trước mình đã học một vài trick múa dao cơ bản, nên là hôm nay mình sẽ học những trick khó và nguy hiểm hơn. Bắt đầu với trick này, đầu tiên thì hất dao lên và dùng ngón cái để chặn dao lại, sau đó hất dao ra như thế này và chụp lại là xong. Vì trick này khá giống với trick lần trước nên mình đã học rất nhanh và cũng từ từ tăng tốc độ lên. Trick tiếp theo sẽ nhìn như thế này. Đầu tiên hất dao ra như thế này, sau đó hất dao về lại, sau đó lập tức lắc cổ tay để dao xoay qua như thế này. Bước này cần phải cẩn thận để dao không đâm vào tay. Sau đó tới đây thì đảo ngược các bước lại, hất dao ngược lại, hất qua theo một lần nữa và hất về chụp lại là xong. Trick này nghe thì có vẻ dễ, nhưng để làm cho mượt thì khá là khó. Sau 15 phút thì mình vẫn chưa thể nối các bước lại và còn nhiều lần bị dao đâm vào tay, nhưng mình đã dần dần quen tay hơn. Trick cuối cùng được gọi là số 8. Đúng như tên gọi thì chỉ cần xoay dao thành hình số 8 là được. Ban đầu thì vẽ một hình số 8 lớn và khi đã quen tay rồi thì giảm kích thước số 8 xuống đến khi chỉ xoay dao bằng cổ tay. Mình quyết định sẽ kết hợp cả 3 trick lại với nhau thành một trick siêu cấp VIP Pro. Và sau 60 phút luyện tập thì đây là thành quả cuối cùng của mình. Link mua dao ở phần đầu kênh.